năm đông người xa dạ, lễ mai là cũng được sự cho phép của nhà cái. Hôm nay thì trong ngày nay thì tôi tiến hành là nội dung là nhà trai có từ châu các người gái nói là cháu ngay châu trong tôi thì xin báo cáo với các bạn có quý thì là cũng rất mong trong thời gian tới thì gia đình hai bên tiếp tục có hai người dạy bảo cho hai cháu tròn đạo đạo thần dâu anh rể cháu anh Tuấn. Còn ra đây thì xin mời chào.